Vũ Minh Cường và Hòa Thu xin được chào đón quý vị đang đến với chương trình Tặng Em Một Bản Tình Ca. Kính thưa quý vị, chương trình Tặng Em Một Bản Tình Ca do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, Tặng Em Một Bản Tình Ca là một chương trình mở đó thì quý vị có thể chia sẻ những cảm xúc của mình gắn liền với lại một bài ca, hoặc là quý vị muốn gửi tặng ai đó mà mình mong nhớ, mình yêu thương một ca khúc nào đó thì quý vị hãy liên hệ ngay với chúng tôi với địa chỉ email là tặng em một bản tình ca amoc@gmail.com. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu nữa, chúng ta sẽ vào ngay với những cảm xúc ở bức thư đầu tiên. Thưa quý vị, gửi chồng yêu của em: chồng ơi, tụi mình cưới nhau cũng đã được 7 năm rồi, không biết chồng còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp vợ không ta. Hôm nay chồng đi công tác xa, vợ ở nhà buồn lắm, nằm tự nhiên nhớ chồng, nhớ những ký ức của ngày xa xưa. Vợ bỗng nhớ cái dãy trọ nơi mình từng ở lúc còn là sinh viên. Có lẽ là do duyên hay sao á, mà hai phòng lại ở sát cạnh bên nhau. Chỉ có hiểu một điều là có người biết bản thân hát không hay mà hay hát to. Đã vậy ngày nào cũng hát có mỗi bài yêu thương mong manh, cứ hát đi hát lại đến nỗi vợ từ không thuộc đã trở thành thuộc luôn. Ban đầu vợ nghĩ thôi chắc người ta thất tình nên buồn lắm, mình cứ thông cảm cho người ta đi. Nhưng ngày nào cũng thế, cứ đến 7 giờ tối là chồng lại mở live show một bài hát. Có lần vợ phải tập trung để ôn thi cuối kỳ, không thể nào học được. Cho nên hôm đó vợ quyết định qua gặp nói chuyện. Nào ngờ uống nhầm một ánh mắt làm vợ say cả đời. Cứ như vậy mà thẫn thờ đứng nhìn, vợ thầm nghĩ: thì ra bạn này hát cũng thu hút nhỉ. Đang mơ mộng thì bị chồng phát hiện. Chồng bảo: tôi biết có người đang nghe lén tôi hát, vào đây đi, hát chung cho vui nè. Kể từ ngày hôm đó, hai đứa đã nảy sinh tình cảm. Vợ mê nhất là được nghe chồng hát, ngày nào cũng bắt chồng hát đến 4-5 bài. Đặc biệt làm gì làm phải có bài yêu thương mong manh. Nghĩ lại thấy hồi xưa vợ ăn hiếp chồng ghê gớm. Dạo này thấy chồng hay bị stress vì công việc, vợ thương chồng lắm. Vợ rất muốn được làm cái gì đó để giúp cho chồng được vui. Cho nên hôm nay vợ đã quyết định nhờ chương trình Tặng Em Một Bản Tình Ca gửi đến chồng bài hát yêu thương mong manh với lời nhắn nhủ. Mặc dù đây là ca khúc nói về sự chia tay, nhưng nó đã là sợi dây gắn kết vợ chồng mình với nhau. Em cảm ơn bài hát, cảm ơn anh vì đã đến bên em. Trôi nhầm nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tự như những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau.
mà vì sao đôi khi em hay yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế. Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ xa sao. Người ơi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn em lần nữa, hứa một lời sẽ để tỏ tình chưa? Anh hát luôn. Hát luôn? Anh làm luôn. Dạ, anh hát đi, mời anh. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Ngày xưa anh hát cái bài đó để anh tỏ không tình. Không phải ngày xưa, bây giờ luôn nè. Là hát cái ca khúc đó để mà chia sẻ cái cảm xúc của mình với một người. Thì mình hát xong rồi đó. À, em thấy sao? Em thấy anh hát em sẽ rút ra được một điều. Là sau này nếu mà bạn nào có muốn tỏ tình hay là thả thính với Hà Thu á, thì đừng có hát nha. Ủa sao vậy? Tại vì là em nghĩ là gửi đến một bài hát cho tặng em một bản tình ca nè. Để ca sĩ người ta hát. À, có nghĩa là chơi mình hát dở. Không, ai mà tặng em một bài hát mà đúng cái bài em yêu thích gửi tặng đến em thì yêu không thì chưa biết, nhưng mà rung động là chắc chắn có nha. Và thưa quý vị, chúng ta cũng thấy rằng là âm nhạc có một cái sức lay động ha, vô cùng là bất ngờ và hiệu quả luôn nha. Thường thường con gái là rất thích lãng mạn, thích những cái gì ngọt ngào, đẹp đẽ nữa. Và cũng có những ca khúc nha quý vị, là từ ca khúc đó mà kết đôi lại những mối hệ với nhau. Có những cái bài hát thì trao gửi đến nhau yêu thương, nhưng mà cũng có những bài hát giống như là bức thư này nè. Thì cái bài này là nói về một cái sự chia tay đúng không anh? Nhưng mà lại là cái cầu nối để cho hai bạn trong bức thư này đến với nhau, rất là dễ thương, mặc dù nó không có liên quan gì nội dung hết á. Nhưng mà cái bài hát đó nó nhắc cho hai bạn nhớ về những cái kỷ niệm ngày mà người ta mới quen nhau. Ví dụ như em vậy nè,
thì em cũng có đó nha anh có anh đừng rồi. Có nói em không có nữa nha. Trong trường những cái giờ sinh hoạt thì em mở bài Phượng Hồng, từng câu từng chữ nó giống là viết cho tụi em vậy. Đúng đó rồi. Cánh Phượng Hồng ngẩn ngơ đó. Đó gặp người đó là mình cứ bị ngơ ngẩn đó. Mà sao lúc đó nhỏ nha, chưa biết gì hết mà tự nhiên cứ nhỏ chưa biết gì hết biết yêu rồi còn rớt mới là... cảm nắng thôi. Đó xong rồi cũng ngại ngùng vậy đó. Giờ tình cờ nghe được bài hát Phượng Hồng thì những cái dòng ký ức trong em lúc mà thời đi học cấp 3, áo dài trắng, sân trường, ghế đá, mọi thứ nó hiện về y chang những cái kỷ niệm đó. Mặc dù là cái mối tình đó nó không có được trọn vẹn như cái mối tình trong lá thư mà bạn nữ gửi, nhưng mà những cái kỷ niệm thì không có thể bớt đẹp đi được. Vẫn còn nguyên đó những cái dấu ấn, nó tạo nên một cái ký ức của Hà Thu và sẽ không bao giờ bị lãng quên. Em có muốn tiếp nối kỷ niệm đó không? Anh hát cho em liền luôn. Thôi để cho cái kỷ niệm của em được yên thì em xin phép vào bức thư thứ hai luôn nha anh. Gửi anh người sếp đáng kính của em. Khi viết thư này, chúng em đang hừng hực khí thế chiến đấu với khối công việc gấp gáp cho chương trình sắp phát sóng. Là một biên tập kinh nghiệm với nghề, yêu công việc và luôn luôn muốn phát triển bản thân vì công ty, chúng em luôn quần quật từ lúc bình minh cho đến khi phố đã lên đèn. Đã bao lần tụi em vui mừng, nước mắt lưng tròng khi sếp bắt tay trao những phần thưởng cuối năm. Biết bao lần tụi em cười toe toét khi sếp gật gù nói con gái công ty mình xinh xắn thế. Ấy vậy mà năm nay tụi em chẳng còn tí hy vọng nào nữa rồi sếp ơi. Chương trình của những bà mẹ bỉm sữa sắp lên sóng, chúng em vẫn chưa tìm được một phương hướng nào hết trơn. Bởi vì ế nên chẳng có tí trải nghiệm nào, bồ còn chưa có, lấy đâu ra bỉm ra sữa hả sếp ơi. Hỡi sếp, nghe phong phanh rằng trên lầu 8 là công ty về thiết kế, lầu 6 ở dưới là công ty về phần mềm, chắc hẳn nhiều con trai hơn công ty mình. Mong sếp tạo cầu nối với lầu trên, lầu dưới để chúng em được gặp, được yêu, được rung động. Như vậy ý tưởng mới tuôn trào, chị em đồng nghiệp không còn khuôn mặt rầu rĩ mà sẽ là nụ cười tỏa nắng. Thay mặt gia đình, bạn bè, xin cảm ơn sếp ạ. Nhờ chương trình tặng em một bản tình ca, gửi bài hát Em Cũng Cần Một Bờ Vai đến người sếp đáng kính của em, với lời nhắn mong sếp hiểu nỗi lòng của chúng em. Chúng em tuy mạnh mẽ, bản lĩnh lắm thì cũng là phụ nữ, cần một bờ vai sếp à. Ngoài kết nối lầu trên và lầu dưới, sếp hãy xiên, tăng lương và yêu thương tụi em nhiều hơn sếp nhé. Đừng yêu ai anh nhé, đừng bỏ em một mình, đừng nói lời ong bướm mật ngọt đầu môi. Đừng yêu ai anh nhé, hãy dìu em chung đường, nói dùm em hai tiếng yêu thương. Đừng yêu ai anh nhé, đừng quên bao kỷ niệm, cuộc đời nhiều sóng gió, em cũng cần một bờ vai. Về bên em anh nhé, nói dùm em một lời, rằng anh chỉ yêu mình em. Đừng yêu ai anh ơi, cho nước mắt em lệ rơi, từng đêm cô đơn, từng đêm nhớ mong người ơi. Về bên em anh ơi, cho cây lá còn xanh, trong mái đầu em được tựa vào vai.
vị, thưa sếp, khi mà sếp nghe bức thư đó thì sếp có thấy cảm động một chút xíu nào không? Chứ em thì em thấy rất là thương cho cái cô gái trong bức thư này. Cô nói với cái nỗi niềm mà vừa bức xúc, vừa dồn nén, vừa tha thiết mong được kết nối với lầu trên cũng được, lầu dưới cũng được, lầu nào cũng được. Mà nắm bắt tình hình rất là tốt luôn. Lầu trên là gồm có ai, điều tra lầu hết. Dưới là gồm có ai. Rồi làm thế nào để cho lên tinh thần, chẳng hạn như tăng lương, rồi quan tâm nhiều hơn. Công nhận là cô gái này cũng biết tính lắm. Ban đầu đọc bức thư rất là cảm xúc, thì tưởng cô rất là cô đơn, cần một bờ vai thôi. Và chốt cái bức thư là dạ thêm tăng lương nữa nha sếp. Cái câu nói mà em rất là cảm thấy đồng cảm là dù em mạnh mẽ nhưng mà em vẫn rất cần một bờ vai. Trong cuộc sống mình có vì công việc hay là mình muốn thăng tiến hay là mình muốn phát triển mọi thứ trong cuộc sống thì cũng cần phải có cảm xúc. Đúng rồi. Cô gái ơi, nếu mà sếp chưa kịp tạo điều kiện thì xem chương trình Tặng Em Một Bản Tình Ca thì cũng có rất là nhiều câu chuyện tình yêu thú vị, dễ thương và hấp dẫn lắm đó. Đến với chương trình Tặng Em Một Bản Tình Ca là quý vị cũng có rất là nhiều những tư vấn rất là hữu ích, chẳng hạn như là làm cách nào để thoát ế, mà nếu ế không được thì chúng ta thoát ở trong một vài phút, một vài giây, vài tiếng hồ, là hãy lồng mình vô trong cái nhân vật của một bộ phim nào đó, thế là mình cứ ung dung chu du tận hưởng cái tình yêu cảm xúc đó, là coi như là một cách thoát ế đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư thứ 3. Gửi nhóm ngũ quái cô nương, trời Vancouver mùa này trở lạnh, tự nhiên tôi lại nhớ cái thời cùng mấy bà dạo khắp phố xá dưới cái nắng chói chang của thành phố Hồ Chí Minh trên mấy chiếc xe số cũ. Nhớ mấy lúc cùng cả đám ăn hết ngõ ngách hẻm hóc của thành phố, từ Phá Lấu quận 4, Ốc Dĩa quận 8 tới hẻm ăn văn phòng trên đường Hai Bà Trưng, cả súp cua tốt bên khu Phan Xích Long nữa. Mấy bà có nhớ không? Ở cái lần mà Mợ Tùng đang hát cái tự nhiên khóc con ơ, cả đám súng lại hỏi: ủa, bà nhớ anh nào mà bà khóc hả? Nó mếu máo: có ai đâu mà nhớ, tôi khóc vì không có ai yêu tôi đó. Cả đám cười như được mùa. Thế là Nhỏ Hương mới nói: kể từ bây giờ mình lấy bài hát này làm nhóm ca, mỗi lần đi hát karaoke đứa nào cũng sẽ hát, xem đứa nào có người yêu trước, có người mới mới thành người cũ được chứ. Thời gian thấm thoát, tôi thì đã không còn ở Việt Nam để đi chơi, đi hát cùng cả hội. Nhưng không biết có phải lời thề hiệu nghiệm hay không mà sau đó chừng một năm, bà Tùng là đứa lấy chồng trước cả đám. Rồi đến bà Hương, bé Hà hiện tại cũng đã có người để ý, chỉ còn tiểu yêu Quỳnh Anh đã qua mấy anh người yêu cũ nhưng mãi chưa chịu theo ai. Thế nên hôm nay tôi muốn gửi bài hát gửi người yêu cũ đến nhóm tụi mình, một phần vì nhớ là kỷ niệm xưa, một phần có cớ cho tôi và Quỳnh Anh mau chóng tìm được người rước giống như mấy bà vậy đó. Thương và nhớ tụi bay nhiều. Chút nghĩ gì
chia tay. Em sống vui hay đang buồn, rồi làm như anh lo lắng, anh quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay, em đã yêu thêm một người khác, rồi thản nhiên sao có thể không biết nào. Em học yêu bản thân hơn, quên với cô đơn, cố quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi. Anh tàn nhẫn bỏ em đi, không mang đến chút nghĩ suy. Để em ở lại nhìn đâu cũng đau vì em yêu đuối, muôn đời em vẫn yêu đuối. Em che hết đi bằng những gượng cười, chẳng để ai nhận ra rằng em yếu đuối. Muôn đời em vẫn yếu đuối, anh không phải em đâu thế một người. Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào. Vì em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối. Em che hết đi bằng những chẳng để ai nhận ra rằng em yêu đuối. Một đời em vẫn yêu đuối, anh không phải em đâu thế yêu đuối. Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào. Thưa quý vị, Cường nghĩ rằng là dường như là tất cả mỗi chúng ta ai cũng có một nhóm gọi là nhóm ế hoặc nhóm thoát ế. Trước đó, trước khi mà có người yêu nha, chẳng hạn như Cường là Cường cũng gia nhập rất là nhiều những nhóm mà nhóm toàn là ế không, ví dụ là những chàng trai độc thân vui tính, hoặc là những chàng trai cô gái mãi ế, hoặc là mãi mãi thanh xuân kiểu như vậy đó. Những thì... chàng trai xiên quăng lưới xiên quăng lưới nhưng vẫn ế, nhưng vẫn ế đó, thì cứ mình tìm thấy được tiếng nói chung đó là vẫn chưa thoát ế, vẫn còn ế lâu dài, ế bền vững. Và mọi người quy định nhau rằng là chúng ta phải quyết tâm làm sao đó để mà thoát ế. Nhưng mà ai trong chúng ta mà thoát ế xong mấy người kia hơi bị buồn, hơi bị không, chặt không, lòng. Đúng đó. Em nghĩ là một nhóm chơi với nhau là phải ế đều đúng mới rồi. Vui. Có một đứa có bồ thì sẽ quên mất bạn. Ví dụ như em là một đứa có cái tính hơi kỳ một chút xíu, là lúc nào mà không có người yêu nha, vui, bạn vui, thích chơi với bạn, trời ơi, cái gì cũng điện bạn, đi đâu cũng điện bạn, ăn cái gì cũng rủ bạn. Mà cái kỳ có người yêu cái á, bạn đâu không thấy trơn. Tự nhiên em hay bị bệnh đản trí. Đó là em hay bị bệnh đản trí, quên. Tự nhiên tại trí nhớ của em nó nhỏ, nhỏ chút xíu, là em chỉ nhớ được một người thôi. Cái nhóm của em nó cũng không thích em có người yêu lắm. Nó bảo là có cái là tự biết là sẽ vắng mặt nhau một thời gian. Mong em mãi. Không, nó mong cho em sớm sớm kết thúc mối tình đó để quay trở lại với những người bạn. Trời là... sao độc ác chưa trời. Để gọi là nhóm đó bền vững, là mọi người là tìm mọi cách để luôn giữ mãi cái sự ế đó. Hoặc là đối tượng nào mà nhắm nhe là có người yêu ha, là những đối tượng khác sẽ nhào vô cản. Thôi ta thấy nhỏ đó, chê tan nát luôn. Bởi vậy á, thường thường là đa số làm trong cái nhóm đó mà ai mà có người yêu là sẽ giấu, không có thể kể cho những người kia nghe. Em giấu nữa hả? Em giấu luôn. Em giấu rồi. Rồi sao người ta biết? Cái em nói cái kiểu của em đó, có người yêu cái là em quay mặt với bạn bè liền á anh, là người ta tự thấy em mất tâm mất tích cái là người ta sẽ suy ra em có người yêu. Nhiều khi mà em muốn rất là công khai với tụi nó là hai đứa đang quen nhau á. Em ơi đừng công khai bạn ra không ạ. Hoặc là vậy mà nói vậy này nọ ha, nói là không thương, không thích con trai, là đã kiểu như là đã khôn lên mấy lần rồi mà vẫn gặp đó, vẫn vô lưới tình ái kiểu như vậy. Để xem được bao lâu. Tao giấu mắt lên rồi coi. Các bạn cũng thông cảm cho mình nha, tại mình cũng không có ý giấu đâu, mà là mấy bạn mình sợ quá, mình sợ mấy bạn quá thôi. Thực sự mà nói là tới thời điểm này thì Cường với Hà Thu cũng ở trong những cái nhóm kiểu như
hay nhóm ế bền vững như vậy mà cũng vẫn chưa muốn tách ra khỏi nhóm. Em muốn. Đó là lý do mà em muốn tách. Đó là lý do mà chúng tôi ế chứ không phải là vì chúng tôi không có ai đâu. Đó, tại vì vẫn muốn là duy trì cái nhóm để mà hoạt động một khoảng thời gian. Khi mà có kinh phí rồi thì mình sẽ tách nhóm ra mình hoạt động riêng. Và hẹn một ngày đủ kinh phí chúng tôi sẽ tách nhóm đúng không anh? Đúng rồi. Và cái ngày đó nó còn xa không? Gần lắm. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình Tặng Em Một Bản Tình Ca xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Dante Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Vũ Anh Cường và Hà Thu xin chào và hẹn gặp lại. Em đọc lá thư này em cũng rất là đồng cảm cho cô gái đó. Tại vì em cũng có một nỗi sợ. Em sợ gì? Em sợ người ta sợ em. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều. Mình chẳng nhận ra những người